Chiều ngày 3 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều công nhân chủ doanh nghiệp dệt may đã tụ tập trước văn phòng của tập đoàn Central Group của Thái Lan. Họ căng băng rôn phản ứng vì cho rằng là hệ thống siêu thị Bixi đã đột ngột thông báo ngừng bán các mặt hàng dệt may của Việt Nam. Theo đại diện các công nhân và chủ doanh nghiệp dệt may, họ vừa nhận được thông báo của Central Group do thay đổi chiến lược ngành hàng may mặc nên kể từ tháng 7 này sẽ tạm thời ngừng các mặt hàng với các đối tác doanh nghiệp dệt may là người Việt Nam do lo ngại rằng điều này cũng đồng nghĩa với việc mặt hàng dệt may của việt nam sẽ không còn hiện diện trên hệ thống siêu thị bixi khiến các doanh nghiệp việt gặp khó khăn nhường chỗ cho hàng thái lan vào chiếm lĩnh thị trường một số công nhân chủ doanh nghiệp may mặc đã căng bằng dồn phản đối Chiều cùng ngày, Central Group đã gửi thông báo thông cáo báo chí cho biết là Bixi Việt Nam có hơn 4.000 nhà cung cấp trong chuỗi siêu thị của mình. Đơn vị này hiện chỉ đang trong quá trình tạm ngừng hợp tác để xem xét hơn 200 nhà cung cấp hàng may mặc. Việc tạm dừng các đơn đặt hàng chỉ là tạm thời và về lâu dài thì đơn vị này sẽ không ngừng việc hợp tác với hàng Việt. Tuy nhiên sau thông cáo báo chí này thì chúng tôi có liên hệ lại và hỏi rõ xem là trong số 4.000 nhà cung cấp hàng Việt tại chuỗi siêu thị Bixi thì có bao nhiêu là doanh nghiệp dệt may. Tuy nhiên phía Bixi chưa đưa ra con số này, trong khi phía các doanh nghiệp Việt Nam cho biết là hơn 200 là con số toàn bộ doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang là đối tác của Bixi, còn lại là các doanh nghiệp khác. Vì thế điều này cũng đồng nghĩa với việc là Bixi đang tạm ngừng hợp tác với ngành dệt may trong nước. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin đến quý vị trong các bản tin sau.